Rồi xin chào tất cả anh em nha. Nay 27 tháng 12 âm lịch mình rồi ha. Thì nay em cũng nghỉ Tết rồi, cũng giới thiệu cho mấy anh em một số sản phẩm để sang năm, đầu sang năm mùng 6 em sẽ báo giá một loạt luôn ha. Đây một con Cuta G1900HTC. Con này là lái 4 bánh ha, cho anh em nào có miếng vườn đi trong farm. Con phun thuốc, con xe rùa 6 bánh 3 cầu lái vô lăng ha. Đây hàng đổi giá đây. Con xe 19, con giang ma 1110, con cắt cỏ cục băm đây, một con ghét 37 cabin máy lạnh, con AF 26, con giang ma AC 18 bánh xích ha. Con này cũng nhiều anh thích lắm rồi nè, mà giá trả chưa tới giá ha. Mấy những cái con này thì nói anh em chứ em mua cũng khó lắm, nên bởi nhiều khi nói chứ không phải tự hào mua được những con đẹp như thế này á, đem về trưng cửa hàng đẹp lắm anh em, đúng giá bán à. Tại vì có những con nó hại á, nó vip mà nó mới cỡ này nè đó anh em thấy không. Bởi vì mua mà đấu với lại các nước luôn, mà có nhiều anh em mà trong thợ, nhiều anh em trong nghề á đó thì biết hàng đấu giá rồi, nó mua nó cực khổ cái nào rồi ha. Con Hino nè, Hino CF1 hai chỗ ngồi. Rồi con GB Granny Boy. Granny Boy, chàng trai của tôi. Bánh xích luôn ha. Con TX 1050. Con này thì giá nó rẻ lắm, chỉ vài chục thôi ha. Một con Isaki Get 33. Con Ford 2120. Con này chưa dọn ha, con này em mới về đây em cho vô đây luôn. Bây giờ hàng mới chưa chùi rửa gì hết á, nhớt nhau rồi còn lung tung ban hết. Hàng 2120 này thì ít khi nào em dọn lắm nè, thường là em để dơ rồi em bán không à. Rồi con US 39 gạo súc, con này thì khách cọc qua Tết mới lấy ha. Con Isaki 5010. Rồi tiếp đến là một con Cuta L1 315. Con này dọn full mới luôn ha. Đó, full mới 4 bánh cũ. Đó, giá thấp cho anh em tiếp cận ha. Con L1 255. Bên đây thì có một con MT 1601 ha. Con Hino 2604. Con TS 1910. Con TK 25. Ở đây thì có một con Hino 2008 gạo súc ha. Con giang ma US 50 hàng chưa dọn nha. Con này thì nó mới về, mấy cái con dưới này nó mới về đó, mới cho nó vô thôi. Con ghét 33 nè, hàng mới về. Con sức cỏ Sengon hai con, xúc lặt. Đây hàng xúc lặt thì có một con xúc TCM SD 10, con Matsu, con ủi đê ủi vừa xúc nè, con QS3 xe năng 3,5 tấn, 2,5 tấn, xe rùa cẩu các loại luôn ha. Thì em quay cho anh em xem tham khảo trước một vòng đi, rồi mùng 6 Tết thì em khai trương, em sẽ hỏi giá cụ thể và sẽ báo cho anh em. Mùng 6 thì giá nó ưu đãi nha anh em. Năm nào cũng vậy, năm nào mùng 6 em cũng
báo giá mà giảm sâu, nhưng mà chỉ có một ngày thôi nè. Đây đó, anh em thì cũng phải hiểu mình buôn bán mình lấy cái lọc đầu năm ha. Đây FR20, con Mercedes Fusion 1042, dầu xúc ha, con này đẹp dữ dằn lắm, con này cũng mới về nè, chưa rửa luôn nha. Đây nè, ở đây em thấy không nè, đùi bọng rồi nè, hàng chưa rửa mà nó cỡ này nè. Con MT245, con RL 240, RL đó cũng đẹp lắm nè, TU 1907, đây xe rùa đây, kính thưa luôn, rất là nhiều. Đây trộn phân nè, con Isuzu Piroco TBC 23, con này em mới về luôn, em chưa dọn dẹp gì hết, 47 giờ mới như xe thùng, chưa có chùi rửa bất cứ cái gì hết đó. Tại vì nó về ngay, mới về hồi sáng nay luôn, ngay ngày 27 luôn, dọn kho luôn rồi cho nó vô đây luôn. Rồi con TK25 ở đây nè, Isuzu 1910, rất là nhiều xe, một cặp Yamaha IB10 ha, cao xúc, hàng cực VIP. Đây một con đào mương mini, đây máy phát điện, máy phát điện anh nấy lấy không kịp, không kịp Tết để lại, 15 kVA giá cực hữu nghị luôn, 45 triệu, 15 kVA ba máy Isuzu 3 số 7 ha, tua chậm nha anh em, con này ngon cực kỳ luôn. Đây máy phát điện các loại, đây kính thưa luôn, đủ thứ, cắt cỏ cục băm hai con. Đó, xe rùa liên mang rất là nhiều, anh em nào có ưng con nào thì cứ liên hệ với em ha. Đây mới nè, mới của Pikino nè, này có một cặp nè, hàng mua được hàng thanh lý nè đó, 10 kVA nè, 10 kVA OB26 nè, thật một kinh. Con này 20 mấy ký rồi nè, đây một thùng cách âm 30 ký nữa nè, mới luôn nha, mới tinh của Mitsubishi đó. À, rất là đẹp ha, làm tấm hình làm nè, tiếp tiếp à. Số máy 2 nữa nè, động cơ 2, 3, 4 máy, 1405 và Silvora 3040 turbo, một cặp V2 2.3 bếp kim, cặp 4D56 sushi đó, máy 2 các hiệu. Đây mấy con bữa về mấy con còn hai con ZB400 đây, bên đây thì chưa rửa nha, chưa dọn, còn bên đây thì dọn rồi nè, lóc luôn, mạc 66 xám xanh nè, anh em nào có nhu cầu cần mặt hàng nào thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình video ha, kho mới em mới mở thêm, bãi mới ha. Ước mong anh em luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Một lần nữa xin trân trọng chúc quý anh em có một Tết Nguyên Đán dồi dào sức khỏe, an lành, phát tài phát lộc ha anh em ha. Đây xe rùa đây còn nhiều lắm, máy phát điện, những cái thùng lớn đó, thùng vài trăm ký đó, dàn xới tay rất là nhiều ha. Đó, phải ở ngay quốc lộ 56 Bầu Chinh,
Châu Đức, Hồ Chinh, Nghĩa Giao, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó, à, bãi này mới lên đây em làm dọn bãi sơ rồi. Đó, đang năm thì chắc cũng sẽ nhập nhiều xe đẹp hơn nữa về để phục vụ quý bà con ha. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Một lần nữa xin kính chúc anh em có một năm mới dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.